Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bàn Trọn Đời. Hôm nay cũng có một tin vui đến mọi người là mình sẽ làm một cái video top 5 laptop giá rẻ. Dĩ nhiên là giá rẻ nhưng mà cấu hình cũng khá là mạnh nha mọi người. Chúng ta xài văn phòng, giải trí, kể cả chúng ta xài đồ họa nhẹ hoặc là chúng ta chiến những cái game thông thường thị trường rất là ok. Tại vì cấu hình từ Core i5 và đây là những chiếc máy nhập khẩu cũng rất là bền. Bên cạnh đó thì trước đây cửa hàng cũng bán rất là nhiều loại laptop giá rẻ. Tuy nhiên là những chiếc máy giá tầm 2 triệu, 3 triệu, có khi là 4 triệu chúng ta thấy chất lượng cũng như là cái độ bền nó cũng không có cao lắm. Đó lý do mà cửa hàng khoảng gần 2 năm trở lại đây thì không có còn kinh doanh những cái sản phẩm đó. Mặc dù khách hàng cũng đã tiếp cận và gọi rất là nhiều. Tuy nhiên là hôm nay mong là mình làm cái video này thì mọi người cũng sẽ tiếp cận được và chia sẻ cho mọi người để cùng thấy được và mua một chiếc máy cho nó phù hợp. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa là mình sẽ làm một cái voucher giảm giá trực tiếp 500.000. Nghĩa là giá chỉ có khoảng 6 triệu thôi, nhưng mà mình giảm trực tiếp 500.000, vẫn được kèm quà tặng đầy đủ, ba lô, chuột không dây, và chúng ta có thể về chúng ta bật lên chúng ta xài thôi. Và được bảo hành 6 tháng 1-1 trong 30 ngày. Đây là những chính sách mà được rất là nhiều người yêu thích. Vệ sinh máy, hỗ trợ cài đặt từ xa thì mọi người cứ yên tâm. Khi nào mà máy còn lên nguồn, nghĩa là cửa hàng cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi điểm qua 5 mẫu laptop giá rẻ đáng mua ở thời điểm hiện tại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua từng chiếc một nha mọi người. Và mọi người cũng lưu ý ngay đầu cái video mình nói là vì cái số lượng nó cũng có hạn. Và mọi người coi thì mọi người nhớ mọi người cho mình xin cái mã. Chứ nhiều khi nói chiếc Dell hay là chiếc HP hay là chiếc Acer Sony gì đó thì cũng không nhớ mã nào. Và mình coi cái ngày á, cái ngày mà mình xem á, tại vì rất là nhiều khách hàng cũng xem video cách đây cũng 2-3 năm. Thì đến thời điểm này thì các bạn cũng không có còn làm hoặc là đã lâu lắm rồi. Tại vì mình cũng nói là 2 năm trở lại đây là mình ít có làm những cái sản phẩm này. Tuy nhiên đây là những sản phẩm mà mình thấy nó ok thì mình mới tiếp tục mình nhập về để mình phục vụ khách hàng, phục vụ mọi người. Đầu tiên là một chiếc máy bán rất là chạy thị trường, Dell 5440 có cấu hình là Core i5. Thì với cái dòng Dell này thì bán rất là chạy và mọi người cũng sẽ thấy rất là nhiều. Chiếc máy này nếu mà onboard không có cạc rời thì là 6.3 triệu, có cạc rời thì sẽ mắc hơn 200.000. Chúng ta thấy khởi động rất là nhanh nè. Khung sườn máy thì làm bằng một vỏ nhựa đặc biệt, cổng kết nối đầy đủ. Core i5 lận nha mọi người, màn hình 14 inch. Bàn phím thì Dell thì làm theo kiểu 2014 trở về trước thì bàn phím nó còn dính kiểu dính với nhau. Đến 2015 trở về sau thì Dell Latitude cũng đã đổi đi và làm cái hở ra. Đây có thể nói là một cái điểm nhấn của dòng Dell Latitude series. Tại vì Dell Latitude thì rất là bền rồi. Khởi động lại một lần nữa cho mọi người xem. Mình khởi động lại thì mình sẽ đọc cái cấu hình cho mọi người xem. Dell Latitude 5440 Core i5 4300U, RAM là 4GB, ổ cứng SSD 128, màn hình 14 inch. Cân nặng của chiếc máy này nó rơi vào tầm khoảng 1.8 kg. Máy có sạc đầy đủ nha mọi người. Tại vì khách hàng cũng hỏi là ổ DVD này ai mà có xài ổ đĩa luôn là rất là tiện. Cổng Vega đó, cổng mạng LAN, rồi HDMI đầy đủ nè. Mọi người cũng hỏi là mua máy vậy có phải mua sạc không? Máy là có kèm theo sạc nha mọi người ơi. Dell Latitude 5440. Ok, mình sẽ đến chiếc thứ hai. Đây là chiếc laptop có thể nói là vang bóng một thời.
cách đây khoảng 12 hoặc là 15 năm trước, ai mà cầm chiếc Sony Vaio được coi là đỉnh của đỉnh rồi. Tại vì từ trưởng phòng hay phó giám đốc trở lên thì chúng ta mới gọi là được ưu ái cho sử dụng chiếc Sony Vaio. Còn không thì chúng ta sẽ chỉ được xài ví dụ như là Toshiba hay là Acer Inspire, Toshiba Satellite ấy mọi người. Nếu mà ai đã xài laptop sành sỏi thì chúng ta sẽ biết cái điều này. Chiếc máy này rất là đẹp, chiếc máy này nhập khẩu ở nước ngoài về. Thực ra thì chiếc máy này là sản xuất năm 2014-2015 nha mọi người. Máy rất là đẹp, trắng tinh luôn như Ngọc Trinh. Mình còn rất là nhiều cái phiên bản màu đen, màu trắng và màn hình 14 inch hoặc là 15.6 inch luôn. Tại vì chiếc máy này có cấu hình là Core i3 40005U, RAM là 4GB, OQ HD 128, màn hình 14 inch nè, màn hình Sony rất là đẹp. Bàn phím cũng vậy, chúng ta thấy máy còn mới tinh nè. Giá là 6.7 triệu, thì chúng ta nhớ nha, tại vì mình giảm giá thì mọi người tự trừ. Cái này, cái giá này là giá mình đang để trên web, thì mọi người cứ tự trừ lại 6.7 triệu, mọi người tự trừ lại là còn 6.2 triệu. Khởi động lại một lần nữa cho mọi người xem. Coi i3 mà chúng ta xài văn phòng là nhiều rồi, mình còn coi i5 luôn, còn coi i7 luôn, màu đen và màu trắng cái phiên bản này nè. Đây là xíu để mọi người dễ nhìn nha, mọi người xem nè, máy rất là đẹp. Đó. Điểm qua từng chiếc một. Còn máy toanh luôn. Còn chế độ bảo hành thì mình cũng đã nói là 6 tháng 1-1 trong 30 ngày. Nghĩa là trong 30 ngày nếu máy bị lỗi phần cứng mà bên cửa hàng không có máy đổi sẽ hoàn lại tiền. Quà tặng thì được kèm theo ba lô và chuột không dây bình thường. Đó, máy rất đẹp. Đây là chiếc thứ hai. Chiếc này là chiếc Sony Vaio 143100C. Mọi người nhớ cái mã giùm nha, Sony Vaio 143 là mình biết rồi. Và chiếc thứ ba, chiếc này cũng rất là được nhiều người xài. HP Elitebook 840G2. Bạn nào mà xài laptop thì sẽ biết cái dòng này rất là bền. HP Elitebook và Dell Latitude được coi là hai cái dòng cạnh tranh. Máy này thì được bắt đầu tới, chiếc máy này là đời thứ 5, thế hệ thứ 5. Core i5 5300U, RAM là 4GB, ổ cứng SSD 128. Màn hình 14 inch. Khả năng nâng cấp rất là dễ dàng nha mọi người. Chúng ta thấy khởi động rất là nhanh nè. Cho mọi người xem, cổng kết nối đồ đầy đủ. Cân nặng của chiếc máy này nó rơi vào tầm khoảng 1,5kg, 1,5kg á mọi người. 1,5kg gì đấy. Mình khởi động lại một lần nữa nha. Mình đọc lại cái mã máy này nha. HP 840G2. Cũng Core i5 luôn. Core i5 5300U, RAM 4GB, cứng SSD 128, màn hình 14 inch. Giá là 6.8 triệu. Mọi người nhớ nha, tự trừ 500.000. 6.8 triệu thì chúng ta giảm sẽ còn được 6.3 triệu mua một chiếc máy Core i5 hàng nhập khẩu. Chế độ bảo hành và hỗ trợ rất là tốt. Mọi người có thể lên mạng chúng ta gõ nhân laptop bảo hành trọn đời sẽ nhìn thấy cái mặt của mình và cửa hàng nha mọi người. Khởi động rất là nhanh, chúng ta có thể xài văn phòng, chiến game hoặc là xài đồ họa, đồ ok ở cấp độ 2D. Chứ về mua con máy này để về mà cài mà cho dân xây dựng là không xài được nha mọi người. Để mọi người mua về rồi bảo sao nói không mạnh lắm rồi không xài được. Máy đồ họa thì mình lại là một cái câu chuyện khác nữa. Ok, tiếp tục. Chiếc thứ tư rất là xinh xắn. Đây là dòng thời trang ở Việt Nam mình bán rất là nhiều. Dell Inspiron 3440, Core i5 luôn, 5200U, RAM là 4GB, ổ cứng SSD 120 hoặc là 128, màn hình 14 inch. Và đặc biệt chiếc máy này có cạc rời. Bạn nào mua cái máy này về là xài đã nha. Hiện tại giá đang là 7 triệu, bật lên cái cho mọi người xem. Đây là dòng laptop thời trang phân phối ở Việt Nam mình bán rất là chạy, có ổ đĩa đầy đủ nè. Con máy này là đời thứ 5, thế hệ thứ 5, có cạc rời nè, có dán nè mọi người. Vỏ nhựa đặc biệt, khởi động rất nhanh, khởi động lại một lần nữa. Khởi động lại một lần nữa. Chiếc máy này mình cũng có hai màu, màu đen và màu đỏ. Màu đỏ nhưng mà ở trong này màu đen nha mọi người nè. Đó. Khả năng thay thế rất là dễ dàng.
đọc lại cho mọi người nha. Dell Inspiron 3443. 3443 đúng không mọi người ơi? Đúng rồi, 3443 coi năm luôn, có cặc rồi. 7 triệu. Giá giảm còn 6 triệu rưỡi. Và chiếc cuối cùng nè mọi người ơi. Chiếc cuối cùng chỉ coi 3 thôi. Coi 3 thôi, Dell Latitude 5440 chắc chắn là giá rất là rẻ luôn, 5,6 triệu. 5,6 triệu. Hồi nãy là cái con đầu tiên mình làm đó, con đầu tiên nha mọi người, 6 triệu 3 đó. Thì cái con này coi 3 nó rẻ hơn mấy trăm nghìn, là nó còn 5,6 triệu. Thì mọi người tự trừ lại 500 nghìn với dòng Dell Latitude 5440 coi 3. Đây, nó có cái thông số của nó này nè mọi người, 4010. Đó, RAM là 4GB, ổ cứng SSD 120 hoặc là 128. Mọi người đừng có nghĩ là bảo là mua i3 chậm lắm. Nếu mà chúng ta xài văn phòng thì i3 rất là ok nha mọi người. Thực ra thì i7, mọi người, nhiều người cũng đặt những cái câu hỏi rất là mắc cười. Bảo i7 là chắc nó mạnh hơn i3 đúng không? Thì chắc chắn nó là như vậy rồi. Nhưng mà quan trọng là cái công nghệ Core i, hay còn gọi là cái công nghệ siêu phân luồng á, bắt đầu có từ năm 2010. Thì bắt nghĩa là có Bentham nè, Intel Bentham, hay là Core i3, Core i5, Core i7. Và khoảng 2 năm trở lại đây thì chúng ta thấy có Core i9 đó. Và 2-3 năm trở lại đây thì cái hãng sản xuất CPU AMD thì cũng đã có một sự quay lại rất là ngoạn mục. Giá rẻ và số nhân số luồng, có thể nó là mạnh hơn chip Intel. Và cái câu chuyện mà nóng là cái câu chuyện của quá khứ. Thì bây giờ dân đồ họa cũng hướng đến xài rất là nhiều. Nói lại chiếc máy này nha mọi người, Dell Latitude 5440 có cấu hình là Core i3 4010 đúng không mọi người? 4010U, RAM là 4GB, ổ cứng SSD 120 hoặc là 128, màn hình 14 inch. Máy có đầy đủ cổng kết nối. Đó. Chỉ có 5,6 triệu thôi. Chúng ta sẽ được giảm 500 ngàn tự trừ nha mọi người. Tại vì nãy mình nói là giảm trực tiếp 500 ngàn. Top 5 chiếc laptop giá rẻ đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Rồi mọi người, nếu mà cần hỗ trợ có thể để lại số điện thoại và gọi vào số hotline thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Và mọi người nhớ là nhớ cái mã giùm nha mọi người. Đây là 5 chiếc mình sẽ điểm nè, 5 chiếc đó. Đó, 5 chiếc máy. Chỉ có 5 chiếc nhưng mà mình đang có số lượng cũng rất là ít chứ không có nhiều. Nên là mong là mọi người sẽ nhìn thấy cái video này để mình mua một chiếc máy cho cái nhu cầu công việc với cái nguồn ngân sách rất là thấp. Ok, cảm ơn mọi người. Như vậy là vừa rồi chúng ta cùng điểm qua top 5 chiếc laptop giá rẻ. Thực sự mà nói là đáng mua ở thời điểm hiện tại. Tại vì hiện tại thì giá laptop có thể nói là chạm đáy luôn rồi, rất là rẻ. Thì chúng ta thấy ví dụ với chiếc máy phân khúc giá tầm 6 triệu mà chúng ta được giảm ngay 500 nghìn, nghĩa là chiếc máy có hơn có 5 triệu thôi. Được kèm quà tặng cũng như là những chính sách bảo hành và hỗ trợ chiếc máy rất là lâu. Đến khi nào mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ được hỗ trợ một cách tốt nhất. Dĩ nhiên là vì số lượng khách hàng ở cửa hàng cũng rất là đông, cho nên là mọi người cần hỗ trợ thì có thể gọi vào số hotline hoặc là gọi vào số cá nhân cho mình, thì mình sẽ chuyển cho kỹ thuật để hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Mong là chúng ta sẽ mua được một chiếc máy nó phù hợp, vì không phải ai cũng có điều kiện để mua những chiếc máy đắt tiền hay những chiếc máy mới. Bởi vì cái tầm tiền chúng ta cũng chỉ tới đó thôi. Nhưng mà đáp ứng được cái nhu cầu trong ngắn và dài hạn, dĩ nhiên là khả năng nâng cấp và thay thế cũng khá là dễ nha mọi người. Chúng ta có thể ra bất kỳ một cửa hàng nào, chúng ta có thể thay thế rất là tiện. Và mọi người nhớ là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và bấm vào nút chuông, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng rất là nhiều. Và cũng đừng quên, nếu mà thấy video hữu ích, chúng ta share ra để được nhiều người tiếp cận và mua được những chiếc máy này, vì cái số lượng mình cũng có hạn chứ không có nhiều. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.